Tại Hà Nội, những quán cà phê mọc ngay trên đường dây tàu lửa đoạn đường từ phố Địa Bê Phủ đến Phùng Hưng thu hút được đông đảo lượng khách du lịch bất chấp những nguy hiểm luôn rình rập. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị thành phố Hà Nội giải tán tụ điểm cà phê trên đường sắt đe dọa mất an toàn. Theo Bộ Giao thông Vận tải, 9 tháng đầu năm 2019, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp. Trong đó có nguyên nhân do người dân và du khách tụ tập đông người để chụp ảnh, đứng ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt, các hộ dân kinh doanh trong khu vực tiếp giáp dọc đường sắt có hành vi họp chợ, cây bàn ghế, buôn bán phục vụ du khách trong lòng đường sắt. Các vi phạm này gây nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đường sắt đến người dân. Khi làm thủ tục cấp đất cho doanh nghiệp và người dân cần tính đến phương án đảm bảo an toàn giao thông đường sắt khi đưa vào khai thác theo quy định của pháp luật khi quy hoạch các khu dân cư thì cần lưu ý để không vi phạm đến hành lang an toàn giao thông đường sắt